Bên trong biệt thự 45 tỷ của Ngọc Trinh, riêng ảnh đầu giường đổi 80 lần mới ưng ý. Quan điểm thiết kế của Ngọc Trinh nhìn là phải mạnh mẽ nhưng đi vào phải biết là của phụ nữ. Ngọc Trinh là cái tên đình đám, nổi tiếng với hành trình lột xác từ gái quê tới đại gia trong showbiz Việt. Không chỉ xế sang và hàng hiệu, mẫu nội y còn liên tiếp mua nhà, mua đất. Gần đây, chân dài Trà Vinh tậu biệt thự rộng 800m² trị giá trên 24 tỷ đồng. Theo tiết lộ, thiết kế và toàn bộ nội thất nhập khẩu từ nước ngoài sau khi hoàn thiện đã tiêu tốn của chủ nhân thêm 1 triệu USD nữa. Dự đoán tổng chi phí đầu tư nơi sinh sống của Ngọc Trinh khoảng 2 triệu USD, tương đương 45 tỷ đồng. Ngọc Trinh từng tiết lộ trốn lui về của cô to nhất khu phố với nhiều phòng ngủ, hồ bơi và sân vườn. Đặc biệt, ngôi nhà có thiết kế không gian mở với hệ thống kính hiện đại, tận dụng nguồn sáng tự nhiên. Sau hình ảnh khuôn viên ngoài trời, Ngọc Trinh mới đây tiếp tục giới thiệu cận cảnh bên trong căn biệt thự sang chảnh. Ngoài phòng khách và phòng ăn, mẫu nội y tiết lộ phòng trưng bày tư trang phụ kiện túi sách, giày dép quần áo không khác gì showroom thời trang. Người đẹp khoe cận cảnh phòng ngủ, đặc biệt là phòng dành cho em bé dù cô chưa kết hôn. Mẫu nội y chọn 3 gam màu trắng, hồng và bạc làm chủ đạo để trang hoàng cho không gian sống. Trước đó, người đẹp từng cho biết cô thích ngôi nhà thiết kế theo ý tưởng, nhìn là phải mạnh mẽ, nhưng đi vào phải biết là của phụ nữ. Bên cạnh đó, ngôi nhà sẽ là nơi đem đến cho Ngọc Trinh cảm giác thoải mái, thư giãn nhất.